banget. Đi chơi à? Trời ơi, cô tít nữa. Đang con ngủ chưa? Vừa thôi. Hai đứa ở nhà chơi nhá. Mẹ đi mua pin, mẹ đi chợ nhá. Đang cô tít. Tít ở nhà chơi với chị nhá. Rồi để chị ra đường nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Nha. Ở nhà chơi với Cutis nha. Không được đi ra đường nha. À mẹ đi. À. À. Hai đứa chơi với nhau đi, mẹ đi chợ một tí mẹ về nghe chưa? Nha. Hai đứa chơi có thấy chìa khóa của mẹ đâu không? Hả? Hai đứa chơi có thấy chìa khóa của mẹ đâu không? Bác ơi! Bác! Có thấy chìa khóa của mẹ đâu không? Chìa khóa xe đây này. Chìa khóa để đi ấy. Hả? Hai đứa chơi từ lúc nãy giờ ở đây mà. Có thấy không? Biết rồi, chìa khóa đâu rồi? Hai đứa hay đi vứt chìa khóa của mẹ lắm ấy. Vứt chìa khóa của mẹ sang bên đó. Hả? Hả? Giờ sao mà sang lấy được chìa khóa? Hả? Bắt vứt phải không? Đúng không? Hả?
con gái rất của mẹ sang bên kia phải không? Giờ làm sao mà lấy được? Hả? Giờ làm sao mà sang lấy được đây? Hả? Rớt bên kia giờ sao lại mà lấy? Chưa thằng là cây nào, à chạy nào, để mẹ lấy cây theo sang nào, theo vụ chìa khóa mẹ về nào. Cô thích cầm đi, cầm lấy tay cầm, cô rồi rớt nữa rồi. Cô bắt cầm cho mẹ nghe nghe. Lần sau là không được lấy vứt của mẹ ấy chưa? Lần sau là tuyệt đối không được vứt của mẹ nữa nha. Thích nha. Lần sau là nhớ là không được vứt đây chưa? Lần sau phải tìm cho mẹ như thế nhá. Ơn nhá. Hai đứa ở nhà chơi nhá, mẹ đi tí phải về.